Hello anh em. Thì như tiêu đề của video thì trong clip này thì mình sẽ chỉ cho anh em cách để chúng ta có thể chơi game Party Animator ở trên thiết bị mobile nhé. Đó. Thì đây mình đang có ở trên tay mình đây là một chiếc Android. Đó. Thì hôm trước mình có đăng cái video chơi Party Animator ở trên lên kênh YouTube của mình. Thì khá là nhiều anh em hỏi mình, hôm nay mình sẽ làm clip chi tiết nhé. Đó. Thì Party Animator thì là một game giải trí, có thể co-op với bạn bè rất là vui. Đây thì mình vào game nhé. Thì trước tiên thì mình sẽ vào game xem ở trên chơi trên mobile thì nó sẽ như nào nhé. Ok. Đây là mới vào game thì nó cho mình chọn server này. Ok, mình sẽ chọn server nhé. Đây, Party Animator thì là một game nó theo dạng nó giống rất là giống với cả game rất là giống với game giải trí gì ở trên PC nhỉ, mình quên mất rồi. Đó, nó khá là hài hước. Đây cho anh em xem thì nó có những cái nhân vật nó rất là hài hước. Ở trong game thì mình sẽ hóa thân thành những nhân vật đấy và làm nhiệm vụ đó. Đây thì mình sẽ vào game cho anh em xem. Đó thì chơi trên mobile thì anh em sẽ chơi theo kiểu là các cái nút bấm ABI như này, nó sẽ điều khiển như này. Đó. Có thể chơi bạn bè. Đó, đây là một game online nha anh em nhé. Đó. Một cái nữa mình muốn nói với anh em đó là anh em có thể sử dụng cả tay cầm nữa nhé. Đấy, từ nãy quên nói. Đây, anh em có thể lắp tay cầm những cái tay cầm như này về chơi thì sẽ không cần bấm phím như này. Để mình thử kết nối tay cầm xem. Ở đây thì đang đợi vào trận này. Đây. Đã kết nối rồi. Đó, mình vừa bật tay cầm lên. Anh em có thể mua những cái tay cầm kết nối Bluetooth giống như của mình, giá là rất là rẻ thôi. Giá tay cầm của mình thì giá nó khoảng 250 đến 300 nghìn ở trên Shopee Lazada ấy. Nó tên là PSP D3 nha em nhé. Anh em nào mà cần mua tay cầm để chơi trên mobile thì cũng có thể lựa chọn con này. Mình dùng lâu rồi, mình dùng thấy khá là ổn. Mút nút bấm nhẹ. Đó. Có đèn led luôn. Đang đợi vào trận thì khá là lâu. Ở trên Xbox ấy, thì đây mình đây tìm cái game rồi này anh em. Ok, chọn cái mình muốn chơi, chọn cái đầu tiên đi. Đây là chọn map, mình để màn hình hơi sáng rồi. Ok, vào game mình sẽ bật tiếng to cho anh em xem nhé, cho anh em nghe cho nó đã. Đang load game này. Đó thì anh em chơi trên mobile thì anh em một là có thể điều khiển bằng các cái phím bấm như thế này. Hai là anh em có thể sử dụng các cái tay cầm giá rẻ Bluetooth như này. À đây, vào rồi này. À đây là phần chọn nhân vật này anh em ơi. Đó, chọn nhân vật thì có rất là nhiều nhân vật cute đáng yêu như con chó này. Mình thì cũng rất là thích chơi game Party Animator này. Đó, nó đồ họa nó rất là đáng yêu. Ở đây có nhân vật con chó mình hay chọn. Ok, mình sẽ chọn con chó em nhé. Ok, vào chơi luôn nhé. Ô, có súng này. Wow. Đây nó đây, nó. Đây, từ. Thôi không bắn nữa, có bắn được anh em nhỉ, mình chưa chơi cái nỏ này. Hình như không bắn rồi anh em ạ. Ok, đấm tay nhé, mình sẽ không chơi toang rồi.
Đây mình bị đai rồi anh em ạ, thua rồi. Ok, và mình sẽ thoát ra. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái việc mình chơi trên điện thoại như nhé. Đây cho anh em thấy này. Đây. Đó, thì mình đang chơi ở trên một cái trình duyệt web, chơi trên một cái địa chỉ web có tên là xbox.com nweb-play này. Đó, cho anh em xem. Đó. Thì cái trang web này thì là một cái trang web của Xbox Cloud. Đó, thì đây cho anh em xem. Xbox Cloud Gaming Beta nha anh em nhé. Đó, anh em có thể vào web này để tham khảo. Đó. Thì Xbox Cloud thì sẽ là một cái dịch vụ giúp anh em có thể chơi rất là nhiều game PC ở trên ngay trên điện thoại. Đó. Ví dụ là như game Party Animator này mình vừa chơi cho anh em xem đấy. Và những game khác như là Mortal Kombat 11 này, TAP này, có cả FIFA 23, có cả đua xe như là Forza 5, AZK nhé. Đó, thì trong này có rất là nhiều game, nó có khoảng hơn 300 game cơ. Đó, anh em thích chơi game PC gì thì anh em vào trang web này và tìm xem có không nhé. Nếu mà có thì anh em có thể sử dụng dịch vụ này. Đó. À, và cái dịch vụ này thì nó sẽ là dịch vụ trả phí, không miễn phí cho anh em đâu nhé. Đó. Nếu mà anh em mua ở trên này thì sẽ phải mua gói Game Pass Limited. Giá ở trên web này thì nó khoảng 16 đô. Đó, thì tính ra tiền Việt thì nó sẽ khoảng hơn 400k. Đó, thì hiện tại thì kênh mình có đang bán cái dịch vụ này để giúp anh em có thể chơi trên điện thoại giá rẻ hơn. Đó, mình có đang bán gói Xbox Cloud này với giá chỉ từ 100k thôi. Đó, một tháng thì gần 200k anh em nhé. Thì anh em nào mà cần mua gói Xbox Cloud này để có thể chơi ở trên điện thoại thì có thể nhắn tin vào Zalo của mình, mình sẽ báo giá chi tiết cho anh em nhé. Đó, anh em nào mua thì mình sẽ hỗ trợ anh em cài đặt luôn. Đó. Mặc định thì cái trang web này vào anh em sẽ bị báo lỗi là không hỗ trợ quốc gia và vùng. Thì anh em bật VPN, fake VPN là được. Hoặc là anh em sẽ sử dụng một cái tool Xbox Cloud Việt Nam kênh mình đang cung cấp thì sẽ chơi không cần VPN. Đó, anh em nào mà mua gói Xbox Cloud bên mình thì mình sẽ hỗ trợ anh em cài đặt cái này luôn nhé. Chơi sẽ rất là mượt mà không cần VPN. Đó. À, một cái nữa là nếu mà anh em nào mà chơi bằng cái trên web này thì cần một cái đường truyền mạng ổn định. Đó. Thì mình đang sử dụng mạng nhà mình, wifi nhà mình là wifi băng tầm 5G headset. Đó, thì mạng nó sẽ rất ổn định. Đó, như nãy mình có chơi thử cho anh em xem. Đó, thì anh em lưu ý điều này nhé. Đó, nếu mà kiểu vì cái trang web này thì nó sẽ chơi trực tiếp ở trên trang web luôn, anh em không cần tải game về. Đó, nên là độ ổn định, độ mượt mà ấy, thì sẽ phụ thuộc vào đường truyền mạng của anh em ổn định hay không. Đó. Ok, thì nếu mà anh em nào mà thấy hợp, thấy muốn mua dịch vụ thì có thể nhắn tin cho mình hoặc là lên cái trang web này để có thể tham khảo nhé. Đó. Thì giá ở trong ở trên trang web này thì nó sẽ đắt hơn. Đó, mình mua của mình thì nó sẽ rẻ gấp cả 3 lần ấy. Đó. Thì anh em nào mà muốn sử dụng thì có thể nhắn tin vào Zalo của mình. Mình sẽ tư vấn anh em nhé. Rồi. Ok. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc video. Okay.